đẳng cấp trái sầu riêng nửa triệu nó ra sao? Này cô mấy trái này khỏe lắm, bự bự không mà Dũng ơi. Nói chung là lấy gom đi 6 thôi. Sáng này là hơn ngày làm của em rồi đó. Hai ngày làm hả? Chốt đang đợi vô. Ký gom đi 6 à. Thôi. Nói chung là tái này bự nhưng mà cơm ngon lại nhiều hộp nữa. Điều muốn luôn á. Này chúng ta hai hộp để mới hết, hộp để cái này chú nha. Nhỏ không? Cái này hai cái cơm không á. Cái đó điều hộp á. Cơm nó mềm, hơi mềm. Tuyệt vời. Ôi. Dạ thử luôn à. Ai à, của ai à? Lên ký luôn chú. Cơm của anh đi nè. Lên ký luôn anh, thử luôn anh. Đó. Đi đứng ngoài. Ký 1 ký 2 muối nha. Thứ hai giờ phải chỉ không biết đâu, Dũng chỉ khui thôi. Rồi đó chị. Rồi một hộp hai hộp hết hết chỗ để rồi. Trời ơi muối sầu riêng rồi. Trời trái này không lẽ 6 hộp luôn ta. 6 hộp luôn. Tới không tới trái này tới. Dư rồi đó. Trái sầu riêng 6 hộp nửa triệu à. Ký. 6 hộp luôn à. Ký rồi đó. Ký rồi, ký rồi. Trời ơi, ký mấy rồi. Dư xíu cơm anh trai. 3, 8, 9, 9 rồi ai ký nữa? Chú ký luôn đúng không chú? Chú thử không à? Dạ. Rồi, chị tới thử nào. Thử. Ăn thử rồi chú. Dạ. Ủa là chú đi chung á hả? Đi chung, đi chung. Hai người lớn thử. Cắt cho khách thử nha cả nhà. Này là ok rồi. Ok chú. Chú gọi đầu. Có xe hát lo trốn năm hả? Xe hát lo. Đâu hết đâu, bỏ hết trời luôn. Để hai lòng. Lấy cái hộp kia bỏ lại, bỏ vô em nữa được chú. Cái hộp nãy á. Bỏ thêm vô được không? Dạ. Để cho nó đầy chứ hộp nó trống quá. Đây, bỏ đi, cho hộp nó bằng bằng đẹp. Rồi, hộp nó đẹp chưa? Rồi, lấy muối sầu riêng bù kìa. Trong hộp này có không? Quá đã nữa. Một hộp đó là nửa triệu đó. Chưa không có. Không tới. Một hộp này là chưa tới nửa triệu. Nó chừng 300 mấy không tới. Không mình nói như vậy đi. Trái nửa triệu là nửa triệu. Bù mới bị sượng nãy bỏ ra này nha cả nhà. Đó, chứ không phải lấy của khách đâu. Rồi ok. Tới đây. Tới bữa nay bữa nay sầu riêng cái màu nó không có vàng lắm. Nhưng mà béo anh lắm. Nhưng mà nó do chắc là do trời mưa đó. Được. Đậu đại đi, chừng nào đổ thì hay chứ biết sao. Đậu đại đi. Đó mình nói đậu được nhưng mà chị sợ ta về xe du lịch. Đâu mà nói đậu được á. Mà chú có thêm hết luôn rồi. Bao nhiêu tiền của chị này là đạt đi. Wow, đã không? Trái này bao nhiêu đó bà chủ? Trái sao? 345. 345 nghìn hả? Trái này là 345 ngàn. Trời ơi. Đủ học nữa cả nhà, 5 học luôn. 5 học u nu luôn. 345 ngàn.
Ủa, nãy em ở trường bò có khui không? Đi đâu trường bò ăn đi. Sao vậy? Đi rồi. Trời ơi, muối rồi ơi, 300 ngày cháy quá đỉnh đi. Trời ơi, chơi sầu riêng. Đã quá trời luôn. 45 Cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Dạ. Dạ. Nhiêu đó hả? Anh ngàn ký con. 250. Rồi, 250. Quá đã luôn. Cơm vàng. Năm học mà. Thêm học nữa. Để học thì cho nó mạnh thêm học nữa. Em có nào cũng được hết á. Hơn ký rồi. Lên luôn đi cho những học hấp dẫn. Không có bị gì luôn. Không có nhân nè. 10 điểm không có nhân hả? Đúng rồi quá, chắc thường em 10 điểm không có nhân Dũng ơi. 10 điểm không có nhân. Nhiều khi đi đâu quá không biết đi đâu cái này nhận dạ không bữa nay không có vô sinh kinh gì một coi là thứ ba có dạ thứ ba mà thứ ba khách hết luôn dạ của chủ nhật là thứ ba chứ dạ. Ôi chị không đi vô đúng là đâu mới quay đâu tới rồi chị không được đi sáu hả đây nhà sư Dung mà cái đó là cái gì vậy? Đó là áo Thái Lan vậy? Dạ, cái đó là đi xấu cái gì? Tự nhiên hàng mình tự ghé. Nó béo không? Nó kiếm trái vàng cho cô kìa. Béo quá. Béo quá. Béo dữ lắm béo. Béo luôn. Đất quảng cáo hoài không coi mua gì thì bán ngon, bán thử thôi ấy. Dạ. Dạ. Nghè không có chứ. Cô cũng lấy kiểu giống gì luôn á. Lúa cơm vàng hơn chút á. Cho cô cơm vàng hơn chút nha bà chủ. Cơm này Cơm ngon. Thấy cơm nó ngon.